Xin chào cả nhà. Hôm nay mình ăn cơm chiều đây ở bên Hà Lan. Không mời cả nhà ăn cơm đi. Rồi ăn cơm đi anh. Nói ăn cơm chứ ăn bún. Đường bớ cho. Ăn nó đũa. Đây má. Mấy ăn tô hay ăn chén vậy? Chén chén. Đây. Nói ăn cơm chứ nhà ăn bún nha cả nhà. Dỡ lên bắt cái bún làm lên. Làm rổ bún. Này làm bữa bún ăn với thịt ram. Rồi ăn đi má. Đây, cắt thịt ra cho nè. Rồi cầm tay vô cắt. Đây cả nhà. Này là ăn bún thịt nha. Thịt nướng với cái chảo đây không biết cả nhà có thấy hay không. Khoe. Mặn bị bở tiếng không cả nhà ơi. Qua đây khí hậu á. Khí hậu nó lạnh, nó nóng, lạnh nóng cái bắt đầu cái bị gì? Bị bở tiếng, khan tiếng không? Đi anh nè. Má, ăn thịt đây nè má. Đưa đó má, đưa má, đưa đấy. Cắt ra nè. Đưa leo. Đây, chén nước chấm. Để qua đó cho má. Đi đâu là không thở thiếu được cái chén nước chấm Phú Yên hả má? Đi đâu cũng phải có chén mắm cây. Ăn trời lạnh ăn mắm cây mới ngon. Đây má dối lấy rau nha. Để đưa má, đưa má dối được. Có dưa tráng miệng nữa nha. Ăn quá đầy đủ luôn á. Rau đó. Ở khách sạn mà không đầy đủ. Rồi ăn đi má. Chủ yếu là chén nước mắm này nè. Chén nước cái này nè, nó mới ngon nè. Má chan vô. Cái nào là phải chan vô. Đây nước trà nha má. Nước trà bỏ đây. Đổ không? Hay con bỏ ở đây. Cho mày uống mày lấy nha. Vừa ăn không? Vừa. Gió quá trời, gió quá chừng gió. Má ăn có ăn bún mà là ăn cơm nha. Con có làm ăn cơm kìa. Xà lách cách lỗ tai. Xà lách là cách lỗ tai. Đủ chữ mà. Ở khách sạn 5 sao cho mẹ ăn cũng đầy đủ hết á. Hôm nay á trời gió mưa bão cả đêm hôm về cả ngày hôm nay nữa, không có đưa má đi đâu được hết. Giờ qua gió. Dẫn bà má mặn á, đi ra ngoài chỗ cái ông chủ cho thuê liều đây nè, cho thuê bãi á cả nhà. Ông bị giá vợ. Nói là mai cho má anh đó, anh ghiền ghiền, anh gà, anh theo anh gà chỉ cái ông xã mặn nói sao anh. Em bị bở giọng cho nên em nói khó nghe quá. Nếu má muốn ở bên này á, là mai cho ổng. Còn mai mốt mình qua bên này á, mình khỏi cần phải trả tiền bãi nè. Mình hỏi đem liều theo nè, có chỗ ở. Có chỗ ăn, có chỗ ở luôn, khỏi tốn tiền ăn. Mà ba qua là không có đóng từng bãi, từng đồ hết. Dọn đi châu, giờ có tiền gì nữa. Giờ có tiền gì nữa, nó đùa với mẹ cho vui với anh. Nói đi, nói lại, nói đi, nói giỡn cho vui vậy thôi. Chứ mà cũng giờ Việt Nam mà nè. Nói giỡn mà nếu ông ok, mẹ cũng ok chứ. Không. Không? Mang muốn. Cỡ đây mà còn gì nữa mà còn ham hố chứ còn giờ đến nó khuê rêu. Em muốn ngủ. Sung sướng cuộc đời dày mà không muốn gì. Lâu lâu rồi qua con nó dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia vậy là quá quý rồi. Má ăn đi nha, thịt đồ nhiều nha. Tôi mong quay qua cho cả nhà xem nha. Đây này cả nhà. Nhìn cho nó gió nè. Đó, cây nó quạt á. Bây giờ là 6 giờ rồi á mọi người. Nhưng mà nhìn ở ngoài trời á là có chút nắng. Nhưng mà gió rầm rầm rồi tí mưa nữa. Ngày hôm nay mưa suốt. Thời tiết báo là ngày hôm qua, ngày hôm nay mưa. Mai á là bắt đầu nắng trở lại. Mà coi tình hình ngày mai thử làm sao. Trời đêm hôm rõ rồi má nói đó, gió đó. Chắc cái nhà khách sạn 5 sao của mình này chắc nó tróc góc đi rồi biết chạy đâu. Gió quá, gió mà mưa ảnh hưởng bão á.
nước bạn ở đâu đâu ngày nay là cũng nắng ít mà gió nhiều mưa nhiều. Cái này má biết không? Tôi ở trong khách sạn không à? Không phải khách sạn 5 sao mà khách sạn ngàn sao. Mẹ giờ nó đi nó lại á, má coi má gạ ông chủ đi. Thôi tụi con nó bớt tốn kiếm. Thì thôi cũng được. Muốn bãi. Lâu lâu con mà con qua đồ là bãi bung là không có đống mất đằng nào đó. Nước nôn má trả hết. Không má trả. Ừ, có biển ở dưới đó má chạy nước nôn má trả biển ở dưới đó một biển. Mà không biết mình nói tiếng sao thì được đây. Chẳng lẽ mình làm sao đây? Mẹ nói hello I love you. Bạn gì? Là xin chào. Em yêu anh. Chẳng tao nghe nói ai hỏi cũng nói vậy nè. Phải đi học. Nếu vậy lũ con phải cho má đào tạo cho má một lớp. Có học. Ờ, có học đấy. Đào tạo một lớp mới được lần. Chứ nếu mà không có đào tạo thâu thua bó tay. Bó tay chịu tàu. Wow, ngon. Mấy ăn mấy bún chàng trúng mắm rồi. Mấy giờ mà mới trúng bún nào chưa vậy? Rồi, má bỏ nữa. Con gặm cái xương ngon quá. Ngon, thịt úp dừa không? Ngon, dừa anh đi mua thịt đó, là nhớ mua tìm cái xương cho em nha. Ừ. Ở Việt Nam á, má muốn ăn, ăn muốn ngủ, ngủ muốn nghỉ, nghỉ hả? Qua đây là ăn theo theo tụi con. Thấy hơi mệt không má? Đâu mệt, ăn bên đây mới nhiều hơn bên Việt Nam á. Bên Việt Nam má cũng ít ăn mà bên đây con đồ ép má ăn nhiều quá nhiều. Ăn nhiều nó mệt. Vậy cho có sức khỏe, đêm thứ nhất, đêm thứ hai nữa có cả nhà đây qua bên đây là có cái này đeo miếc. Cái này đây. Cái này ở đây không biết cái này gì mà đi ngỡ nào nông ta đeo cái này đây. Mình là không biết ngõ. Nói thì nói mình người thiệt nói thiệt cho nên nó cũng có tiếng dấp, tiếng phải, tiếng được, tiếng mất. Thì cả nhà có gì cũng thông cảm nha. Má được cái này đó, má nói chuyện là vui lắm và mọi người nghe hết á. Tại vì má biết sao không, con làm YouTube. Giờ có má là qua thăm tụi con quay video á, là đỡ trước là lưu lại kỷ niệm cho gia đình. Với lại quay cho bên nhà chị em, anh em đồ xem. Sau đó đỡ cho con cháu sau này nó coi. Mà má nè nói tiếng nhỏ quá mà ra ngoài cánh đồng ở cả nhà. Cho nên là gió ầm ầm má nói nhỏ quá không ai nghe hết. Cho nên là con ưu tiên cho má cái đó. Đó, nó vậy á. Đâu cờ nó đeo ơi. Đeo cho con cháu nó xem. Đeo đây là về Việt Nam. Việt Nam rồi cả nhà cùng cùng coi thử là đeo cái niệt gì. Cái này gì. Ủa về Việt Nam má đâu có nữa đâu mà đeo. Thì coi trong điện thoại nè. Má ở bên đây má mới được đeo thôi chứ về Việt Nam. Má nói là coi trong YouTube. Coi trong YouTube gì đấy. Thì có những cái clip má đeo cái này này. Con bỏ bún cho má. Má ăn nữa. Như vậy hai chén rồi. Cái này đừng nói cái này nó nghe nó không hay, cái này nói là microphone. Má không còn cái này cũng được mà. Má mày bà đọc được cái microphone mới chuyện lạ. Cái này mày không biết cái này là cái gì nữa. Nói chung cái này nó không biết nó không. Tức là cái này là cái gì ạ? Cái này là cái ống. Cái ống là cái niệt. Là cái má. Là cái, con cũng không biết cái này là cái gì luôn á. Sao giờ không biết, từ từ biết. Ủa mà cái này là cái gì má? Tấp nồi mà con nói. Tấp nồi tấp nồi coi nó thất cư quá rồi. Cái này là cái ống. Mà cái ống là cái gì? Từ từ chút nữa nói. Nhiều người biết lắm á. Ủa là cái gì má mà nói gì mà mập mờ mờ. Má cũng chả biết cái gì. Mập mờ mờ. Má cứ nói rõ ra chứ. Đừng nói cái này là cái này. Biết cái này là cái ống này.
Con biết, mẹ nói là con hiểu, hiểu không? Mẹ phải nói rõ cho nhiều người họ không có hiểu cái đá đâu. À, cái này là cái gì? Chắc chết á. Anh nhanh mà biết được cũng chết liền luôn á. Con không biết, nhanh biết là làm không? Biết không? Không. Cái đá từ nè, đưa con bỏ chút. Không mang ăn nữa. Chút nữa. Anh, dạ. Bây giờ em hỏi anh cái này cái gì anh biết không? Cái này là cái gì? Anh bằng đầu anh nghĩ cái này là tưởng là con bò nó đeo mấy cái khoen ở trước này nè. Để kéo á. Bà má bà cũng nói đúng á, bà nói đúng là cái gì? Hả? Đó, giải thích cho em nhanh nghe má. Cái này là cái này là cái này là cái này là cái con bò nó kéo cổ ấy. Cái này đây nè, chàng qua đây kéo nè. Kéo quá. Mẹ nói cái này chỉ có người ở quê. Người ta làm quê làm năm người ta mới biết cái này thôi chứ ở thành phố ai đâu biết. Vậy á, vậy cho mà chừng mấy người nói quá. Em ơi, cái này là cái gì em giải thích cho chị nghe cho chú nghe. Nó ở cái này mà má bình dân mà. Nhưng mà con cũng không biết cái này là cái gì. Không biết là từ từ. Thì cái này là cái này của bò ấy. Nói chung là cái đeo lên con bò. Ờ, đeo bò, kéo đi ấy. Vậy kéo cổ. Ờ, kéo cổ ấy. Cây đồ hả? Cây đồ đấy, râu. Là nó lịch sử nó vậy á. Mình người thiệt nó thiệt à. Cái này cái đẹp muốn chết mà má. Không má. Bởi hãng đi. Cường tiết đi chứ. Đỡ làm. Đó là cái từ này có vấn đề gì rồi. Đang mấy cái miếng mà nói gì nghĩ hết. Mày nói cái gì nghĩ hết nha. Gì đâu. Mày nói ép ăn cường tiết đi phải không? Rồi xong rồi ông bà cô chú nghĩ hết rồi. Giờ có ta hơ. Hơ bà. Hơ đấy con thấy nè. Mà nói cho không có đâu à. Giỡn cái vui vậy. Má sợ con không? Má sợ con cái gì? Ấy là con á, xì hả? Đâu xì bậy bạ á. À, mẹ ăn chưa? Ăn dạ, dạ mà không. Đưa mẹ ăn chưa? Đâu, xong rồi. Ăn chút bún hay cơm không? Ăn ngon. Ăn cái miệng ơi. Dạ, ngọt quá vậy. Ngọt liệm luôn á. Còn cái con liệm nè. Nhớ cái liệm nè. Hôm nãy mình ăn một nửa, mình bỏ rồi. Những lần cắt cho một cắt phân, ra. Cắt một phân cho cắt nữa, một nửa trái nữa ăn hết. Ăn cho hết chứ không bao nữa con. Anh bưng cái trái dưa hấu anh dơ cho cả nhà xem. Cái trái dưa hấu nó to, ơ là to của thổ hả anh? Không biết. Mẹ ăn nửa trái, vẫn còn nửa trái ăn cả ngày luôn á. Đây. Nửa này chắc mười mấy ký anh. Mấy ký em. Em thấy nàng em bưng em nổi luôn á. 6-7 ký à? Cửa 6-7 ký mẹ dễ à, 7-8 ký à. Thì em bưng em thấy nó nặng quá chừng. Còn 8 ký á. Cửa đó à má. Wow, uống miếng nước vậy. Nước trà. Vô con vô. Vô gì vậy? Thôi nè. Thôi giờ gia đình mình. Nãy giờ ăn không vô. Ăn nãy không vô, vô con con. Rồi, một, vô. Hai, ba, vô! Đã quá đã. Rồi nóng quá nha. Wow. Đi du lịch ăn ngủ không trời. Mập thôi. Mập ăn kiểu này diễn nhanh lên ký lắm á. Lên con ạ. Hồi nhỏ ăn thất thường, lúc ăn lúc không, đói thì ăn mà no thôi. Chúc cho năng. Mình nhỏ nó tới, có chút xíu à, mình đang đó khoảng cỡ 2 tuổi à. Em thấy kìa. Nó mới bước bò mà đi chưa được. Mấy nậu cháu, mấy quà cháu ra kia chụp hình. Dạ, chụp hình chơi, trời lạnh gió mà. Nó bò trong cỏ đây mà, thấy ghét lắm. Nó nhỏ hơn con của con bé không? Bé nhà này. Bé gần 2 tuổi mà. Thế nên lên 9-2 tuổi. 9-2 tuổi mà nó đi rầm rầm mà. Vậy, mà nó cứng chưa, rồi. Này chưa 2 tuổi. Này chắc tôi rử không? Ừ. Rồi đó. Coi như là nó hoài ơi hoài. Hoài đừng có ngó có người ta. Thấy giờ thương là ngó. Nó nói bà hoài gì à, từng bố bối ấy. Nó nhỏ vừa. Tay ở bên này á. Nóng thất hơn. Nhìn con người ta nhiều quá, con người dở á.
thì không nói, có người khó chịu họ không thích. Không thích. Còn má qua đây như vậy, con nít á, má thấy dễ thương á, nó muốn nựng má phải hỏi nó nha, không phải tự động mà đụng vô nó nựng á, nhiều lúc cha mẹ nó khó chịu á, cha mẹ nó gọi cảnh sát tới á, không phải giỡn đâu. Đâu phải con Việt Nam đâu, muốn nựng là nựng. Nó tự vừa trong. Với người ta cũng không thích đụng vô người con người ta, người ta không thích đụng vô. Ừ. Thôi làm hai miếng nữa. Ngon quá. Ngon hơn. Ăn ăn. Cao còn chút cao không ăn cho hết em. Mẹ ăn đi. Còn trong tủ kìa. Còn trong tủ ở đây em lấy có nửa cái chưa tới nửa bắp nè. Mang. Mai bắp, salad, bắp chua rồi chua ngọt ngọt để ăn. Mai trời đẹp với nướng thịt. Ngon. Cái còn nước này nước thịt nè. Tấu chút chan nước cho em nè ăn. Dạ. Chút mình lấy chút nước thịt chan cho nó to, còn cái thịt ở trong cho đẻ ăn. Ngon quá. Cái mắm ngon. Bỏ tôm bụng ngọt không nè? Em bụng ngọt không nè? Nó không? Đúng gì? Bụng ngọt còn cá, đưa còn cá. Nó bụng ngọt nhiều. Hỏi ông Danh. Tại vì ông Danh không biết má em bụng ngọt nhiều hơn đường. Cho nên ông bảo bụng ngọt nhiều hơn. Chứ còn mà tụi con ăn á, là ông bảo bụng ngọt có hình như là rất là ít luôn. Hầu như không có, con ăn không có bụng ngọt. Đợi đây má, đợi đây. Cá là cá, không chanh cá gì. Thôi giờ mình ăn xong rồi. Bye bye mọi người, bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà, bây giờ mình đang xong rồi. Tụi trước nói đâu. Ôi cả nhà ơi, mặn cũng xin bye bye nha. Tôi... gặp lại cả nhà ở video tiếp theo, bye bye. Vậy có. Vậy có, đây, mầm lấy giới thôi, quên, quên, thôi. Mà đâu có dính gì đâu, đây này, bây giờ mới chui. Đó, đặt sự vậy chứ. Đúng, đúng. Đúng nhà quê. Đúng rồi mẹ.